Rồi hello, chào đại gia đình Sơn Sàm đây. Nóng drama nha quý vị. Cũng hóng được một cái thông tin hơi sốc chút xíu là cái thương vụ hàng do đá mở rộng của chúng ta nha. Điều tra mở rộng cái vụ của hàng do đá. Sắp tới cũng có một cái em cũng khả năng rất cao lên dĩa đó. Nghe mùi mắm tôm rất nặng. Nghe nồng nặc mùi mắm nha. Nặng lắm, nặng mùi lắm rồi ha. Đó thì ngày hôm nay cũng có một vài cái kênh thông tin nó rò rỉ nhưng mà cũng chưa có chính xác lắm ha, để Sơn Sàm sẽ đi thám thính tình hình đó, để thu thập ha, đó có cái gì cứ làm thông tin lên lại liền nha. Đó nhưng mà quý vị yên tâm đó, ở Việt Nam mình cái gì mà nó hay đồn là nó hay có lắm. Tại ông bà mình nói rồi, có mới đồn chứ không có sao đồn. Đúng không? Đó, hấp dẫn ly kỳ lắm. Đó, bẫy gà nè, rồi bông lan trứng cút nè, khả năng cao. Và ngày hôm nay mới nữa thì mắm tôm nha, mùi mắm rất nặng, rất nặng. Thì kính thưa quý vị, thì như dự đoán của Sơn Sàm cũng như rất là nhiều chuyên gia, đó là cái chương trình mà hàng gió đá mở rộng trả hồ sơ đó, điều tra bổ sung đó, thì kỳ này chắc cả dính cũng phải từ 5 đến 6 em, 5 đến 6 em bị giăng miệng nha. Bổ sung thêm nha. Đó, còn em Lan của chúng ta thì ngày hôm qua hôm nay thì cứ lên clip đính chính, càng đính chính thì càng nói thì cứ càng thể hiện cái sự gọi là bình tĩnh của mình, nhưng mà trong cái ánh mắt vẫn thấy được cái sự run rẩy. Đó, cũng không ngẫu nhiên mà có rất nhiều thông tin nói là em Lan của chúng ta đã được ông giáo cũng như là mời lên làm việc uống nước trà một hai ngày nay. Thì tôi sẽ cập nhật liên tục đó. Thì cũng sẵn nhân dịp ở đây thì cũng thông báo quý vị luôn một cái tin, đó là gì, ở trong cái Zalo này nè, ở trong cái Zalo này thì em mới về cái một cái loạt đồng hồ nha. Đó, đồng hồ của Nhật Bản, đồng hồ Seiko. Đó, đồng hồ rất là đẹp ha. Đó, giá từ 4 triệu đến 5 triệu. Đó, giá cực kỳ hữu nghị luôn, cực kỳ ngầu. Đó, nam nữ BD đều có nha. Đó, đồng hồ của Nhật Bản Seiko. Đó, đồng hồ đeo tay. Rồi các anh chị truy cập Zalo để mà mua hàng ủng hộ em. Đó, còn lại những sản phẩm khác thì cũng rất là đều, rất là nhiều trên đó. Rồi, ok. Quay trở lại cái chương trình của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, em Lan ngày hôm qua lại không biết sao là cũng gọi là tức nước vỡ bờ hay là cảm thấy bị nóng đít, cũng nhảy lên clip là cũng phản biện về tình hình của Kiệt Tấn Đạt hay là của Gất Việt đồ bla bla đó. Tuy nhiên thì như chúng ta cũng biết rồi, khi mà Lan lên tab cộng đồng hay Lan lên một cái clip gì đó thì sẽ bị táp lại ngay. Đó, sẽ bị táp lại đó, mấy YouTuber nó phản biện tứ lưa hột dưa mà đó, cho nên Lan cũng đâu có chịu thua đó, mỗi ngày cũng ra năm bảy cái táp. Nhưng mà trong cái tuần vừa qua thì đêm Lan im hơi lặng tiếng, một cái sự gọi là im lặng đáng sợ. Thì em Lan của chúng ta đã bắt đầu gọi là mang bình hơi lặng một thời gian khoảng mấy ngày đó, thì ngay lập tức là những cái thông tin liên quan về vấn đề ông giáo hoặc là các cái chú áo xanh mời đi uống nước trà là rộ lên, rộ lên. Và em Lan lại ngoi lên đính chính là tao im là tại vì không có tin gì để nói, chứ không phải tao im là tao bị khóa mỏm, tao bị mời uống nước trà, tao bị này bị kia ha. Đó, thậm chí những chú công an còn dặn tao là không được nói, để mà tụi bay từng đứa sẽ biết mặt với chị ở trong cái phiên tòa phúc thẩm 29 tháng 12, chết trả hồ sơ Nguyễn Phương Hằng, ta sẽ khởi tố thêm 37 cái kênh này kênh kia, bla bla. Đó chính là những cái luận điệu mà quen thuộc Lan ngày nào cũng phải nói thôi. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng không có lửa thì sao có khói. Khả năng mà em Lan đã được mời đi uống nước trà rất cao đó, và cũng đã được nhắc nhở đúng không? Đó, cũng đã được nhắc nhở hay khóa mồm gì đó phải có nha quý vị. Đó, chứ chúng tôi biết rằng cái tính của em Lan thì nó không chịu thua như vậy đâu, tính của Lan thì nó không chịu thua như vậy đâu nha quý vị. Đó, nhưng mà cái tình hình của cái vụ án hàng do đá mở rộng này, em Lan cũng không thể nào mà gọi là đứng bên lề được quý vị. Khả năng mà gọi là khả năng mà đứng bên ngoài cuộc thì không có đâu ha. Trong cái hội nhóm mà ni sĩ đó quý vị, thì làm gì cái chuyện mà Lan không liên can, nói chung cũng rất là hiếm ha. Đó, cũng khả năng cao như là Hoàng Kim Dung hay là Thám Tử Cao hay Phan Phong hay Lê Minh
đó, khi mà họ điều tra ra có một cái hội nhóm, một cái tổ chức gì đó cần phải làm rõ thêm à, thì khả năng văn miệng cũng rất là cao nha quý vị, khả năng văn miệng rất cao. Đó chính là cái vụ của Hàng Gió Đá mở rộng. Còn cái câu chuyện về cái phiên phúc thẩm bà Hằng, thì bây giờ Lan có cái gì đâu mà phải rần rần. Đó, tuyên án là tòa người ta tuyên án rồi ha, tòa người ta tuyên án rồi, và chị Hằng cũng không kháng cáo à, chị Hằng chấp nhận hình phạt đúng không, chị Hằng đâu có kháng cáo đâu à, đâu kháng cáo. Bây giờ Lan muốn làm cái điều gì, Lan cần cái điều gì à, hoặc là Lan cảm thấy không phục cái điều gì ở cái phiên phúc thẩm à, phải chăng là Lan muốn là tống bà Hằng đi lâu hơn à, Lan muốn là bà Hằng phải đi xa hơn à, bà Hằng phải bị nặng hơn à, và đặc biệt cái điều mà Lan muốn nhấn mạnh là gì, Lan đề nghị phải trả hồ sơ lại à, Lan phải đề nghị là khởi tố thêm mấy chục kênh này, tại vì là bôi nhọ Lan. Lan là một người am hiểu về luật pháp, Lan cũng viết đơn kiện người này kiện người kia, nhưng mà tại sao lại Lan lại nói một câu chuyện rất buồn cười như thế đó. Nên nhớ cái phiên tòa vừa rồi là cái phiên tòa giữa những người tố cáo chị Hằng và chị Hằng đúng không, chị Hằng á thì vừa rồi bị bắt cũng như là bị thi hành án, cũng như là bị khởi tố, bị tuyên phạt là mấy năm tù, đó là vì 6 cá nhân, đó là 6 cái lá đơn, trong đó có người này người kia thì Lan biết rồi ha. Đó, 6 người đã tố cáo chị Hằng thì chị Hằng bị như thế. Thì cái này nó chỉ diễn ra trong phạm vi của những người tố cáo chị Hằng với nhau thôi à, còn câu chuyện mà những YouTuber người ta sỉ nhục hoặc là người ta vu khống bôi nhọ Lan, nó nằm ở cái phạm trù khác, nó đâu có liên quan đúng không? Tại sao lại rung cây nhắc khỉ à, hù ai đi hù những người mà gọi là không hiểu luật pháp à, à nó những người người ta không biết á, thì còn hù được, còn những người YouTuber ít ra họ cũng có tìm hiểu về luật sư, trong đó có luật sư Vũ hay là những luật sư này luật sư kia đúng không, hoặc là như Sơn Sàm thì cũng chịu khó lên Google tìm hiểu đúng không à, dân ta phải biết xử ta, mà cái gì không biết cứ tra Google làm gì có cái chuyện mà tự nhiên câu chuyện bà Hằng đi khởi tố YouTuber quá vô lý đúng không. Đó là câu chuyện giữa bà Hằng và Lan đó, tố cáo nhau đó, viết đơn nhau, đệ đơn nhau đó, hai bên không đồng tình cái vấn đề gì thì làm rõ. Còn những YouTuber mà gọi là Lan cho rằng họ lăng mạ vu khống làm nhục Lan đó, thì nếu mà cấu thành tội phạm hoặc là có cái yếu tố gì đó mà đủ mà gọi là yếu tố và vi phạm pháp luật thì cơ quan chức năng họ sẽ mời làm việc riêng à, nhưng làm gì có cái chuyện mà đánh lận con đen đó, gom vô cá mè một lứa như thế đâu được à, lúc này cũng lên hù 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 rung cây nhắc khỉ nghe mắc cười quá à, nói chung nghe gọi là giống như con nít đó Lan à ngày nào cũng hù cũng có luận điệu đó, hù người này hù người nọ đó, nhưng mà Lan đâu có biết là Lan cũng xúc phạm người ta rất nhiều đó, người ta chửi Lan một Lan cũng chửi lại 10 đúng không, người ta nói Lan là ca vé rồi Lan là gọi là ăn giật hay là này kia thì Lan cũng nói người ta là chó là đĩ là điếm là thằng khốn thằng này thằng kia đó, Lan cũng dùng những lời gọi là rất sâu cay để mà đối đáp lại họ, chứ Lan cũng chả thua gì á, cũng 1-9 1-10 đúng không đó, cũng đâu có chịu thua đâu đó, đâu có kém phần nào đâu đó, cho nên á chửi qua thì có chửi lại đó, mà chửi mình chửi họ được mà họ chửi mình thì mình đi kiện, thứ mà không như mày ở dưới quê tao đây ta ta na 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 đó. Rồi còn quay trở lại cái câu chuyện của drama ngày hôm nay chút xíu nữa là gì quý vị, đó cái câu chuyện mà mắm tôm đó, Hàng Gió Đá mở rộng thì tôi cũng xin bổ sung thêm chút xíu nha. Đó, Hàng Gió Đá mở rộng đó thì nghe nói đâu thì chắc cũng sắp khoảng chưa tới 1 tuần nữa thôi, hình như là cái vụ của Hàng Gió Đá mà phúc thẩm đó thì cũng sẽ trước diễn ra trước cái phiên của chị Hằng nha, trước diễn ra trước khi họ đã có cái hồ sơ cũng như là có thêm những thông tin về những cá nhân liên quan, đó là họ sẽ bắt đầu là xét xử nha, đưa ra xét xử. Thì như chúng ta đã biết cái nhân vật mà hồi nãy Sơn Sạp có nói á, là cái nhân vật mà nghe nặng mùi mắm tôm đó quý vị, khả năng cao đó, là đặc biệt cái nhân vật này à, nhân vật này thì cũng nhắm vào chị Hằng rất là dữ, và đặc biệt là cũng có những cái phát ngôn kinh điển trên mạng xã hội đúng không, không có chịu thua ai đâu quý vị đó, không chịu thua ai đâu, và đặc biệt là những cái này, những cái mà cái nhân vật này phát ngôn đó, thì bên phía đội ngũ luật sư của chị Hằng và anh Dũng cũng như bên Đại Nam họ cũng đã có vi bằng hết rồi
Đó, những người này là người là những danh sách mà dương vật chính nha, những dương vật tiềm năng. Đó, cho nên bên phía Đại Nam đã có hết về vi bằng này nọ rồi. Bây giờ chỉ cần tập hợp lại và làm sao cho nó đúng quy trình thôi ha. Làm sao cho nó đúng quy trình chứ không có ai mà thoát được quý vị. Đó, chúng ta nên nhớ là hiện tại bên Đại Nam có một cái đội ngũ ekip về pháp lý, về này nọ rất là hùng hậu nha. Đó, không thể nào có cái chuyện mà chị Hằng bị như thế mà những người xúc phạm hoặc là đụng vô chị Hằng nhẫn nhơ được, không có đâu nha. Đó, có chơi thì phải có chịu. Chị Hằng đã từng nói nếu mà chị Hằng thua ha, chị Hằng thua thì toàn dân sẽ là người chiến thắng. Như chúng ta thấy rằng những cái tiên đoán của chị, những cái phát ngôn của chị đến bây giờ chưa có cái nào là trật cả. À, những cái dự án, những cái dự đoán về cái thời cuộc cũng như là về những tình hình chính trị kinh tế, chị nói đâu trúng đó nha quý vị. Đó, mới đây cái là cái chuyện của ông Trọc Bảy Màu đó, nợ thuế nợ đồ, cái này là chị Hằng cũng đã nói rồi đó. Và thậm chí có những cái tổ chức hay là này nọ đó là bòn rút xương máu của nhân dân để đẩy tiền đi nước ngoài đó, thì quý vị cũng cũng đã thấy rồi đó. Cơ quan chức năng cũng đã làm rõ những cái vụ mà Vạn Thịnh Phát rồi Dr. Thanh rồi FLC Thanh Hóa rồi gì Tân Hoàng Minh rồi Việt Á rồi mới là chuyến bay giải cứu này nọ. Những cái phát ngôn của chị Hằng nó không trật đi đâu hết quý vị ha, không trật đi đâu hết. Những cái dự đoán của chị nó không trật đi đâu hết đó. Cho nên chúng ta thấy rằng chị Hằng bây giờ đã trả một cái giá cũng rất là đắt rồi cho những cái phát ngôn của mình đó. Và đặc biệt là những người nào mà xúc phạm và đặc biệt là gì đó, đụng đến quỹ Hằng Hữu cũng như là đụng đến cái vấn đề của công ty Đại Nam cũng như là cái danh dự của anh Dũng và chị Hằng thì cũng phải trả giá thôi, đúng không? Chị Hằng cũng đã trả giá cho cái hành vi của mình bởi những cái phát ngôn không chuẩn mực cũng như là đã xâm phạm đến một vài cá nhân nào đó, thì họ kiện chị thì chị đã đi tù, đã trả một cái giá quá đắt rồi. Thì bây giờ những người đó, những người nào đã đụng vô chị thì cũng phải trả lại một cái giá y chang như vậy, đúng không? Ơn đền quán trả quý vị. Và Sơn Sà cũng tin rằng là bên phía cơ quan chức năng người ta cũng rất là công minh, cũng sẽ xử đúng người đúng tội nha, không có bỏ sót ai hết. Cho nên khi mà chị Hằng ra rồi đó, chị Hằng mà ra tù rồi đó ha, đó thì những người nào mà xúc phạm chị Hằng thì ngồi rung như cầy sấy nha. Đó, ngồi đến chờ đến cái lượt của mình đó, đặc biệt là Đinh Lan cũng như những người như là Bông Lan Trứng Cút hay là Hằng Ni đó. Quý vị cũng thấy rồi, Hằng Ni trước đây thì cũng đã từng là khui sâm banh rồi vỗ ngực xưng tên là chưa bao giờ tôi thấy vui như lúc này, đúng không? Đó, cũng cười cũng nói, nhưng mà cười người hôm trước thì hôm sau người cười thôi ha. Cái gì rồi cũng tới cái phần của mình hết ha. À, rồi từ từ từng em Phan Phong nè, Thám Tử Cao rồi Hoàng Kim Dung đồ này nọ, không có cái chuyện lên quăng lựu đạn chửi bới người ta rồi xuyên tạc vu khống người ta rồi bây giờ im lặng cái giống như là mình là vô tội, mình không có gì, em không biết em không nhớ gì là không có đâu, đầy đủ hết. Cho dù có xóa clip, có xóa nhóm này nhóm kia hay là có là tẩy trắng cỡ nào đi nữa thì cơ quan chức năng cũng sẽ làm rõ hết, quý vị yên tâm nha. Đó, sắp tới drama sẽ ngày càng gay cấn hơn. Rồi ok, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một vài sản phẩm của Sơn Sàm, những sản phẩm Nhật Bản uy tín chất lượng, xin mời tất cả quý vị chúng ta xem qua, xin kính mời. Rồi, cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến một số sản phẩm của Sơn Sàm cho quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Ở trong cái Zalo này tất cả là hàng Nhật nha, tất cả là hàng của Nhật Bản, những sản phẩm về sức khỏe làm đẹp. Ok, thì đây là Sơn Sàm xin giới thiệu cả nhà mình cái nano giải độc gan đây. Giải độc gan, các cô chú anh chị nào ăn nhậu rượu bia nhiều đó, gan nhiễm độc, và đặc biệt là xơ gan, men gan cao, viêm gan B, và nó hay bị nóng gan đó, nổi mề đay, mụn nhọt đồ các kiểu, thì đây cái sản phẩm này nó giúp là hỗ trợ đào thải cái độc tố trong người mình qua con đường nước tiểu và mồ hôi nha. Đó, mình uống cái này vô á, mình uống mình đi tiểu ra, nước tiểu mình rất hôi và mồ hôi của mình rất hôi luôn đó. Sơn Sàm cũng đang uống nha, Sơn Sàm là đi nhậu rất nhiều quý vị đó. Thì cái này á, là gì, nó giúp đào thải cái độc tố trong gan mình ra ngoài đó ha. Thì một hộp này là có 330 viên, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó, hộp này uống hơn 2 tháng nha. Nano giải độc gan, uống khoảng 3 hộp thôi là cái gan mình nó sạch trơn luôn quý vị. Rồi, hộp này em bán 3 triệu rưỡi nha, bao triệu 3 triệu rưỡi miễn ship ở Việt Nam, các anh chị nước ngoài tính thêm phí ship nha quý vị. Đó, rồi tiếp theo là cái dạ dày Cô Qua đây.
Đó, cái này là dạ dày cô qua dành cho các cô chú anh chị mình bị bao tử nha. Đó, đầy hơi nè, ợ nóng, ợ chua, ăn không tiêu nè, viêm loét dạ dày các kiểu. Rồi, thì một hộp này là 300 viên. Đó, mỗi ngày thì mình uống 5-6 viên gì, mình uống với nước ấm nha, uống trước khi ăn. Đó, cái này là lá tía tô không à, 100% lá tía tô quý vị. Đó, bảo đảm bao tử là dứt điểm luôn nha. Đó, dạ dày bao tử là dứt điểm luôn. 750 ngàn, dạ dày cô qua này 750 ngàn nha quý vị. Đó, rồi, tiếp theo là gì? Đây là dành cho các anh chị nào mà làm đẹp nha, nam nữ BD đều dùng được hết. Collagen, đây là collagen, viên uống bổ sung collagen quay pH Actec. Cái này là bổ sung collagen làm cho da mặt mình càng đẹp nha. Đó, các anh chị nam nữ BD đều dùng được. Đó, uống vô là cái da mặt mình nó căng tràn, láng mịn nè, đó, hồng hào đồ các kiểu nha. Rồi một hộp này 120 viên, mỗi ngày mình uống 2 viên, hộp này uống 2 tháng nha. Hộp này là 2.150.000, 2.150.000 nha cả nhà. Đó, còn rất nhiều sản phẩm nữa. Đây, đây là viên uống giảm mỡ Onaka. À, các cô chú anh chị mình mà thừa cân thừa ký nè, các chị em làm văn phòng đồ nè, đó, làm văn phòng các anh nào ăn nhậu rượu bia nè, đó bị béo á, béo lâu năm mà mỡ cứng á, thì đây cái viên uống giảm mỡ Onaka này nó giúp đánh tan những cái vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm nha. Đó, sau đó mình kết hợp với lại mình vận động và mình có một cái chế độ ăn phù hợp thì nó sẽ rất hiệu quả, giảm cân an toàn nha, không mệt mỏi, không ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là gì, không có tác dụng phụ nha quý vị. Nó không kiêng cữ gì hết luôn, chỉ cần sau 8 giờ tối các anh chị đừng ăn cho em, sau 8 giờ tối đừng ăn. Rồi một liệu trình là xuống được 6 đến 10 ký nha quý vị. Rồi một hộp này là một liệu trình là 2 tháng, một liệu trình 2 tháng ngày uống 4 viên nha. Rồi liệu trình 2 tháng là 2.600.000, 2.600.000 nha quý vị. Đó, 2.600.000. Rồi tiếp theo là cái đông trùng hạ thảo đây. Đông trùng hạ thảo này dành cho các anh chị về thận, chuyên về thận nha. Đó, thận yếu, thận hư nè. Rồi phế hư nè. Rồi tiểu gắt, tiểu đêm nè. Đó, rồi những cái bệnh về thận nè, đó, rối loạn đồ các kiểu đó. Thì cái này là bồi bổ thận nè. Đó. Cái này là 180 viên đông trùng hạ thảo của Nhật Bản nha. 180 viên. Đó, cái này là 2.850.000, 2.850.000 nha. Rồi bây giờ sẽ là hai cái siêu phẩm. Hai cái siêu phẩm đây, hai cái siêu phẩm sụn cá mập. Đó, sụn cá mập này thì chuyên về xương khớp nha. Chuyên về xương khớp, các anh chị mình bị xương khớp thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, thần kinh tọa nè. Đó, những cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn nè. Đó thì đây cái này là cực kỳ hiệu quả luôn. Nó hỗ trợ rất tốt, sụn cá mập 6 trong 1 nha. Hộp này 300 viên luôn. Đó, hộp này cũng uống hơn 2 tháng luôn, 3 tháng gì đó. Rồi, 3.750.000, 3.750.000 nha. À, rồi, tiếp theo hoạt huyết dưỡng não luôn. Hoạt huyết dưỡng não, các cô chú anh chị mình bị những cái bệnh mà thiếu máu não. À, cái này ai cũng bị nha. Đứng lên đầu óc mình nó quay vòng 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 đó, hoa mắt, chóng mặt, đó, đau vai gáy, tê tay tay chân các kiểu, thiếu máu não. Thì cái hoạt huyết dưỡng não Yonosi nè, cái này nó tăng cường oxy lên não, đó, bổ não, cải thiện giấc ngủ, rối loạn tiền đình các kiểu nha, cải thiện trí nhớ. À, 300 viên luôn, 3.500.000. 3.500.000 nha, 300 viên. Rồi, tiếp theo là gì? GABA hỗ trợ giấc ngủ nha, hỗ trợ giấc ngủ đây quý vị. À, hỗ trợ giấc ngủ các anh chị mà mất ngủ lâu năm à, thì đây cái này là thảo mộc thảo dược của Nhật Bản đây, viên uống hỗ trợ giấc ngủ, ngủ rất ngon luôn. Rồi, hộp này uống 2 tháng 1.750.000, 1.750.000. À, viên uống tăng chiều cao dành cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi, một liệu trình là 3 hộp, hỗ trợ về canxi, tăng chiều cao. Đó, một liệu trình 3 hộp nha, cực kỳ hiệu quả của Nhật Bản luôn. Bon đây, cái này là 1.750.000, 1.750.000 nha. Đó, rồi Natokinase đây, cái này là siêu phẩm này, siêu phẩm này. Đó, các anh chị nào mà gọi là tai biến đột quỵ, những người nào có nguy cơ tai biến đột quỵ cũng như là đã từng bị tai biến đột quỵ rồi ha, mình uống cái này hàng ngày luôn, uống cái này hàng ngày nha, nó triệt tiêu luôn nguy cơ tai biến đột quỵ nha quý vị. Rồi, một hộp này là 300 viên. À, mỗi ngày mình uống 5-6 viên gì đó là cái nguy cơ tai biến đột quỵ nó triệt tiêu luôn ha. Rồi, hộp này là 300 viên, 3.850.000, 3.850.000, Natokinase phòng ngừa và điều trị tai biến đột quỵ tốt nhất của Nhật Bản đây. Rồi, 3.850.000. Rồi, còn nữa quý vị. Rồi, đây là cái nội tiết tố dành cho các chị em phụ nữ nha. Dành cho các chị em phụ nữ với BD không dùng được nha. Đó, chị em phụ nữ từ 30 tuổi đổ lên, khi mà cảm thấy trong người mình khó ở nè, rồi bức rất khó chịu nè, kinh nguyệt không đều nè, rối loạn nội tiết tố, nóng trong người, nổi mụn nè, đó, thì đây cái này nó giúp cân bằng nội tiết tố, điều hòa kinh nguyệt nè, đó, nó làm mát gan nè, đó, da dẻ hồng hào nè, đó, cân bằng tất cả những cái chỉ số về nội tiết tố phụ nữ nha, rất tốt luôn. Rồi, cái này là 1.150.000, 1.150.000. Rồi, tiếp theo là cái miếng giáng chân nè, đó, miếng giáng chân thải độc. Khi mà cơ thể mình mệt là mình cứ tối trước khi đi ngủ á, mình ngâm hai cái bàn chân mình vô trong cái thau nước, nước ấm á, rồi mình lau lau khô đi,
mình dán hai cái miếng dán này vô ha, mình ngủ tới sáng, mình ngủ tới sáng thì thôi luôn ha, con người mình nó khỏe re, mình lột ra là hai cái miếng dán này nó đang thui luôn quý vị đó. Tinh thần mình buổi sáng mình dậy thấy con người mình nó nhẹ nhõm lắm quý vị, rất là khỏe luôn, ngủ rất ngon luôn. Cái này là miếng dán chân thải độc nha, hộp này 36 miếng, khi nào mệt mệt dán hai miếng nha quý vị. Rồi 950 ngàn đồng đó. Rồi và tiếp tục là cái nano trị gút à, gút này nhà nào mà có người thân bị gút những đầu ngón tay ngón chân nó sưng rồi đó à, thì cái này là nano anserin trị gút này, nó giúp cân bằng những cái nồng độ uric trong máu cũng như là nó giảm những cơn đau do gút hành hạ nha à, rất là tốt. Mình kết hợp chế độ ăn uống vừa phải nữa thì nó giảm 80-90%, cái gút này cực kỳ hiệu quả luôn. Hộp này uống một tháng 90 viên đây, 2,1 triệu nha, 2,1 triệu. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này, các anh chị mình vào để tham khảo nha. Đây là sản phẩm của gia đình em chứ không quảng cáo cho ai nha. Đặc biệt hàng bên Sơn Sàm là bao xài, bao đổi, bao trả. Đó, các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 nha. Đó, thì ok, mua ai cũng vậy, mua dùm em cảm ơn. Rồi, chúc tất cả quý vị sức khỏe, gặp lại trong video clip sau.